Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Tọa đàm khoa học đề tài cấp quốc gia về nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách pháp luật về an sinh xã hội. Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang đúng dịp diễn ra lễ hội hoa Đỗ Quyên. Không gian văn hóa Tây Bắc lần thứ hai tại khu du lịch quốc gia Sapa. Hiệu quả từ mô hình liên thế hệ giúp nhau ở xã Cốc San, huyện Bát Sát. Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ gần 2 mét khối gỗ lậu. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Dự hội nghị có đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Trong năm qua, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quyết tâm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với việc chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên đã vận động được gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo làm mới và sửa chữa 312 nhà đại đoàn kết trị giá gần 5 tỷ đồng. Đã có 778 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ từ nguồn quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên với số tiền gần 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã quan tâm tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa với nội dung và hình thức phong phú. Đã phát động 285 cuộc ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổng vệ sinh thu gom rác, phế liệu, xóa bỏ quảng cáo, giao vặt sai quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, kết quả chương trình Tết cho người nghèo năm 2017, kế hoạch triển khai vận động ủng hộ và sử dụng quỹ vì người nghèo năm 2018. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động ủng hộ chương trình Tết cho người nghèo năm 2018. Tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân trong cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2017. Tặng bằng khen cho 13 tập thể đã có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 4, tại Lào Cai, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm khoa học đề tài cấp quốc gia về nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam. Tham dự hội thảo có bà Giang Thị Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, lãnh đạo giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng đại diện các ban Hội đồng Nhân dân, đại diện một số sở ngành liên quan của tỉnh. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì buổi tọa đàm. Hội thảo được tổ chức nhằm phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp nhà nước, nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam. Đây là đề tài nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đối với thực thi chính sách pháp luật an sinh xã hội ở nước ta. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng tham luận, chia sẻ, làm sáng tỏ về giám sát và các hình thức giám sát, về mô hình của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Hiện tại, việc thực thi chính sách pháp luật an sinh xã hội hiện còn nhiều bất cập. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp, tỷ lệ bao phủ trợ giúp xã hội chưa cao. Điều này đang là những thách thức đối với việc thực thi các quy định chính sách pháp luật an sinh xã hội ở nước ta, đòi hỏi phải tăng cường hoạt động giám sát thực thi chính sách pháp luật an sinh xã hội trong thực tế. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của lãnh đạo các sở ngành ở Lào Cai, trong đó làm rõ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát về an sinh xã hội, việc giải quyết tồn tại sau giám sát, đề cập thực tế chính sách về an sinh xã hội nhiều nhưng hiệu quả chưa cao. Các chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn, tuy nhiên nguồn lực thực thi lại hạn chế, đang có sự bất cập giữa cơ quan ban hành chính sách, cơ quan thực thi chính sách và đối tượng thụ hưởng chính sách. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2018.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tăng cường lực lượng tổ chức đảm bảo giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông hàng hóa thông suốt, đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi đua xe trái phép. Cũng trong nội dung công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, tính từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2018, về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo về việc phân luồng vận chuyển đất đá và tăng cường công tác xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng xe, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai. Theo đó, thì Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường giám sát, kiểm soát tải trọng tại nơi bốc, xúc đất đá của các dự án, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động kiểm tra tải trọng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đấu tranh có hiệu quả với các hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện. Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì rà soát để điều chỉnh lại các biển báo hạn chế tải trọng hiện có trên các tuyến đường được phép vận chuyển đất đá đổ thải. Các tuyến đường được vận chuyển đất đá là Võ Nguyên Giáp, Vĩ Kim, Hoàng Liên kéo dài, quốc lộ 4D, đoạn từ cầu Kim Tân, ngầm qua suối Ngòi Đung của công ty Apatit, 4E cũ, Phú Thịnh, B9, B10, B6, Hoàng Quốc Việt, cầu Giang Đông và Ngô Minh Loan. Xe có tổng tải trọng cả xe và hàng bằng và dưới 24 tấn được phép lưu thông trên các tuyến đường trên từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút và 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 7 tháng 4, tại Sapa, khu du lịch Sun Gold Phan Xipang Legend tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Đỗ Quyên, không gian văn hóa Tây Bắc lần thứ 2. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 7 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018 là một trong những hoạt động của lễ hội mùa hè Sapa. Đây là lần thứ 2 lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của Hoa Đỗ Quyên được tổ chức với hàng nghìn cây hoa thuộc chủng loại khác nhau. Tại sân khấu chính lễ hội, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ bản địa thể hiện đem tới cho du khách không gian văn hóa giải trí đậm đà bản sắc dân tộc. Các chương trình biểu diễn trang phục được thiết kế theo ý tưởng mô phỏng loài hoa đỗ quyên. Cùng với đó, du khách còn được trải nghiệm đời sống sinh hoạt vùng cao độc đáo thông qua các hoạt động chợ phiên, ẩm thực, chụp những bộ ảnh đẹp với trang phục truyền thống dân tộc Tây Bắc và rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn. Tôi đến đây thì tất cả các loài hoa nhưng mà tôi chỉ thích nhất là hoa đỗ quyên và ấn tượng với tôi với này, phong cảnh ở đây rất chi là đẹp và rất chi là thơ mộng. Lần đầu tiên tôi lên Sapa, tôi rất vui và được ngắm nhìn những các hoa ở đây, nhất là hoa đỗ quyên đẹp và hoa ở đây rất là nhiều màu sắc, tôi rất thích. Được mệnh danh là Vương quốc hoa đỗ quyên, rừng Hoàng Liên là địa danh hội tụ gần 40 loài hoa nhiều màu sắc khác nhau. Đỗ quyên nở hoa gần như quanh năm, rực rỡ nhất là thời điểm cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Lễ hội Hoa Đỗ Quyên, không gian văn hóa Tây Bắc lần thứ hai, không chỉ mang lại những trải nghiệm du lịch hấp dẫn với du khách đến Sapa, mà còn góp phần phát triển du lịch Lào Cai gắn liền với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, đúng vào dịp diễn ra lễ hội Hoa Đỗ Quyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm qua mùng 6 tháng 4 và sáng sớm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2018, khu vực đỉnh núi Phan Xipang thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ quan trắc được đêm mùng 6 tháng 4 trên đỉnh Phan Xipang xuống dưới 0 độ C, khiến nước đọng trên cành cây, băng tuyết phủ kín cả đỉnh núi. Đến 7 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 4, nhiệt độ vẫn giữ ở mức âm 2 độ C. Băng đóng dày trên các cành cây và trên các mái công trình kiến trúc tâm linh tại quần thể văn hóa tâm linh Phan Xipang tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ. Rất nhiều du khách có mặt trên đỉnh núi Phan Xipang vô cùng bất ngờ và thích thú khi thấy băng tuyết bao phủ kín khu vực này. Lần này là lần đầu tiên mình thấy băng tuyết, cảnh này đúng là cả cuộc đời mình được chứng kiến như này là rất là vui và hạnh phúc và rất là đẹp, rất là
hãnh diện về Tổ quốc mình có những cái điểm du lịch như thế này. Thật sự thì em thấy là cái kiểu băng tuyết như vậy thì cũng một trải nghiệm đáng nhớ. Dạ, chắc sẽ quay lại. Dạ chắc sẽ quay lại. Tại vì còn mùa nào khác nó đỡ lạnh hơn, enjoy hơn vậy. Dạ. Hiện tượng xuất hiện băng tuyết tại đỉnh Phan Xipang vào tháng 4 được cho là khá hiếm. Bất chấp thời tiết lạnh giá, sương mù trên đỉnh Phan Xipang, từng đoàn du khách vẫn tấp nập kéo lên để trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh huyền ảo của băng tuyết đang phủ trắng xóa cả một khu rừng rộng mênh mông. Hiện đang là thời điểm tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi theo kế hoạch của đợt 1 năm 2018. Việc thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ sẽ tạo miễn dịch chủ động, tối ưu, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc gia cầm, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, ngăn ngừa sự lây nhiễm bệnh từ động vật truyền sang người, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đối với đàn gia súc là trâu bò, vaccine tiêm phòng bắt buộc là lở mồm long móng và vaccine tụ huyết trùng. Đàn lợn của các huyện là Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Sapa và thành phố Lào Cai yêu cầu bắt buộc tiêm phòng vaccine dịch tả và tụ huyết trùng lợn. Đàn gia cầm trên toàn tỉnh yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng vaccine cúm gia cầm và vaccine dại phải được tiêm cho toàn bộ đàn chó toàn tỉnh. Riêng đối với 3 huyện thuộc chương trình 30A là Mường Khương, Bắc Hà và Simacai bắt buộc phải tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn và vaccine tai xanh. Ngoài các loại vaccine phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định, cơ quan chuyên môn khuyến khích người dân chăn nuôi đầu tư kinh phí tiêm phòng thêm các loại vaccine cho đàn gia súc, gia cầm như lepto, xuyễn, E. coli, viêm phổi, màng phổi. Việc tiêm phòng vaccine sẽ giúp bảo hộ cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước do dịch bệnh gây ra. Huyện Bát Sát vừa tổ chức hội nghị đánh giá mô hình trồng tỏi hàng hóa tại xã Sảng Ma Sáo. Đây là mô hình liên kết với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện mô hình này, huyện Bát Sát đã trích ngân sách thuê 8 ha đất của nông dân để doanh nghiệp Thiên Hưng trồng một số giống tỏi. Cách làm này của chính quyền địa phương là nhằm giúp nông dân thấy rõ hiệu quả kinh tế, có mô hình cụ thể, để từ đó chủ động liên kết với doanh nghiệp trồng trên quy mô lớn ở những năm tới. Qua thực tế, các giống tỏi được trồng tại xã Sảng Ma Sáo cho thấy năng suất bình quân đạt trên 20 tấn mỗi ha. Khi thực hiện mô hình này, người dân địa phương được thuê làm công nhân trồng, chăm sóc cây trồng trên chính chân ruộng của gia đình. Vì vậy, nông dân dễ dàng tiếp cận các biện pháp kỹ thuật trong quy trình trồng tỏi để áp dụng vào việc trồng loại cây này. Dự kiến trong năm tới, doanh nghiệp Thiên Hưng sẽ cung ứng giống phân bón theo hình thức trả chậm, để nông dân có thể trồng được khoảng 5 ha tỏi theo đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp Thiên Hưng cam kết thu mua toàn bộ củ theo giá thỏa thuận từ 8.000 đến 10.000 đồng mỗi kg. Thưa quý vị và các bạn, với 97% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cả thôn Dạ Một, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai chỉ có duy nhất một hộ nghèo với mức thu nhập bình quân gần 30 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh đó, những tiêu chí về cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường đều hoàn thành ở mức cao nhờ sự chung tay của người dân. Với sự nỗ lực quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới, thôn Dạ Một là điển hình tiêu biểu về xây dựng thôn kiểu mẫu đang được thành phố Lào Cai nhân rộng. Năm nay đã 84 tuổi, nhưng ông Hoàng Văn Tỉnh sinh ra lớn lên trên mảnh đất Dạ Một, xã Cam Đường, chẳng bao giờ nghĩ thôn của mình giờ lại đổi thay đến vậy. Cái đói, cái nghèo chỉ còn là ký ức, thay vào đó là sự háo hức thi đua trong phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập của bà con trong thôn. 2-3 năm nay về thì thay đổi đặc biệt là vì từ cái chỗ ăn, chỗ ở, vệ sinh môi trường, rồi thì sạch sẽ là toàn bộ, gọi là khang trang, sạch sẽ. Đời sống nhà cửa thì cũng coi là nhà ai cũng đủ cả, kinh tế đủ hết. Con đường trục thôn này mới được bê tông hóa từ sự đoàn kết đồng lòng của cả người dân trong thôn. Nhà góp của, nhà hiến đất, nhà góp sức lao động đã tạo nên một con đường sạch đẹp, tạo thuận lợi tối đa cho việc đi lại và giao thương hàng hóa. Những ngôi nhà xây khang trang chạy dọc theo con đường này là minh chứng xác thực nhất cho đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện. Rất là mừng vì bây giờ thôn bản mình là đã thay đổi rất nhiều ạ. Đường xá thì là sạch đẹp, còn nhà cửa thì được khang trang và nhiều nhà được xây dựng nhà mới ạ. Mặc dù năm 2015, xã Cam Đường về đích nông thôn mới,
Tuy nhiên, khi được lựa chọn làm điểm để xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn Dạ Một mới chỉ đạt 8 trên 18 tiêu chí. Trong khi đó, chủ trương này chủ yếu dựa trên nội lực của người dân và huy động nguồn xã hội hóa. Sau hơn một năm triển khai, đến nay thôn đã đạt được 18 trên 18 tiêu chí và hầu hết đều đạt ở mức cao. Vì sau khi mà thực hiện, cả xã thực hiện được cái nông thôn mới rồi, thì sau khi mà nâng cấp lên để mà nhìn lại 18 trên 18 tiêu chí về cái thôn kiểu mẫu, thì cái thôn này mới đạt có 8, còn lại 8 tiêu chí nữa. Cho nên từ vấn đề đó thì trước hết thì tôi nghĩ rằng từ vấn đề đó chúng ta phải làm, muốn làm được con đường này, muốn vận động nhân dân thực hiện được các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thì trước hết bản thân chúng tôi cũng như cấp ủy phải suy nghĩ được là đó là dân phải hiểu được và dân phải thấu được. Cái đó là thứ nhất là dân phải biết, thứ hai là dân phải bàn, thứ ba là dân thực hiện và cái thứ tư là dân hưởng được. Chỉ sau 2 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, mức thu nhập của người dân đã được nâng lên rõ rệt, từ 24 triệu đồng năm 2015 lên 30 triệu đồng vào năm 2017. Thôn Dạ Một chính là điển hình để thành phố Lào Cai nhân rộng ra các thôn khác, qua đó tiếp tục củng cố bền vững các tiêu chí nông thôn mới ở các xã của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào tương thân tương ái giúp nhau thoát nghèo, ổn định cuộc sống đang mang lại hiệu quả thiết thực đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều mô hình, cách làm thiết thực đã huy động các nguồn lực từ cộng đồng hỗ trợ gia đình hội viên nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn thấy rõ hiệu quả từ mô hình liên thế hệ giúp nhau ở xã Cốc San, huyện Bát Sát. Cách làm của mô hình này đang góp phần tích cực vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông Nguyễn Xuân Trung, 72 tuổi, ở thôn Tòng Chú 2, xã Cốc San, huyện Bát Sát, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2017, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa với số tiền 50 triệu đồng. Để hoàn thành ngôi nhà khang trang này, gia đình ông Trung đã nhận được sự giúp đỡ tích cực từ câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau, xã Cốc San, huyện Bát Sát với 5 triệu đồng và 26 ngày công lao động. Đến bây giờ thì nhà tôi đã được nhiều thế hệ trẻ để về giúp đỡ gia đình như thế là tôi rất là khấn khởi. Chúng tôi là người già thì lúc nào cũng tiêu biểu gương mẫu đi trước để cho con cháu là theo sau. Thế còn việc công việc nặng các thứ thì là để các cháu nó tiến hành làm. Giống như ông Trung, khi tham gia câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau, bà Lê Thị Nhung được vay 5 triệu đồng từ quỹ của câu lạc bộ để cải tạo ao, mua cá giống để phát triển thủy sản trên quy mô lớn. Sau hơn một năm, hơn 2.000 giống cá các loại đã đến kỳ thu hoạch, giúp gia đình dần ổn định cuộc sống. Chúng tôi rất là phấn khởi là được giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, rồi cho vay vốn để sản xuất đã được cái hiệu quả để thu hoạch. Chúng tôi rất là cảm ơn trong câu lạc bộ mà đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Câu lạc bộ Liên Thế Hệ được thành lập năm 2017 với nòng cốt là người cao tuổi. Từ 50 thành viên ở thời điểm mới thành lập thì đến nay câu lạc bộ đã phát triển lên 77 thành viên. Đặc biệt là có sự tham gia của nhiều thành viên trẻ tuổi. Duy trì sinh hoạt đều đặn mỗi tuần một buổi, ngoài việc phổ biến tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì đây cũng là dịp để các thành viên luyện tập văn nghệ, tham gia biểu diễn trong các dịp giao lưu tại các cụm thôn bản. Qua đó giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Thế nhưng mà sau khi xây dựng được cái câu lạc bộ này thì vừa qua kinh nghiệm một số mưa gió vừa rồi thì coi như là người ta đến rất đông. Cái lớp thế trẻ người ta làm rất mạnh. Thế là các cụ rất là phấn khởi. Thế người ta cũng mong muốn làm sao để xây dựng củng cố cái này là lâu dài hơn. Thế cho nên là cũng có những cái suy nghĩ để làm sao củng cố và xây dựng có những cái bền vững trong cái phong trào này. Không chỉ tích cực, tâm huyết với hoạt động hội, nhiều thành viên người cao tuổi còn phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng với xã Cốc San củng cố các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Cũng thông qua cách tiếp cận liên thế hệ là cơ hội để các bạn trẻ học tập theo gương những người cao tuổi. Đội tuần tra kiểm soát số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ một xe tải chở 43 hộp gỗ pơ mu lậu. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h45 phút ngày 5 tháng 4, tại km 94+600 quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, đội tuần tra kiểm soát số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện xe tải biển kiểm soát 29C26764 lưu thông theo hướng Văn Bàn - Bảo Yên có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe chở 43 hộp gỗ pơmu với khối lượng gần 2 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Văn Chiến, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số gỗ trên. Tại cơ quan công an, lái xe Trần Văn Chiến khai nhận đã mua gom số gỗ pơmu trên từ xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn để mang về xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên tiêu thụ kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản số gỗ hộp nói trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.